sinh ra được một đứa con và nuôi dạy cho khôn lớn. Đây là cả một quá trình dài, vất vả. Cha mẹ phải chịu rất nhiều sự hy sinh và khó nhọc, chứ không hề đơn giản chút nào. Thế nhưng không phải đứa trẻ nào khi lớn lên cũng hiểu được điều này. Và có không ít đứa đã trở thành bất hiếu, hư hỏng, khiến cho cha mẹ đau lòng. Vậy nếu không may gia đình trong chúng ta có một đứa con gái bất hiếu thì tu tập phải như thế nào để chuyển hóa? Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng tham khảo. Người xưa thường nói, con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ. Điều này cũng có phần đúng, bởi vì giữa người con gái và người cha có mối quan hệ nhân quả hết sức mật thiết và liên đới nhau. Nếu một người cha sống ác, thiếu từ bi, thì con gái rất dễ hư hỏng, cuộc đời cũng dễ gặp xui xẻo, bất hạnh hơn. Vậy, nếu gia đình có con gái hư, thì người cha cần phải xem lại đức hạnh của chính mình và cần kiểm điểm bản thân rất kỹ. Cụ thể như sau. Thứ nhất là cha có thường sát sinh các con vật để ăn một cách thiếu từ bi hay không? Thí dụ, hay giết chó, mèo, bò, trâu, dê, gà, vịt. Thứ hai là cha có thường nhậu, bợm nhậu, mê rượu bia, say xỉn cả ngày không? Thứ ba là ăn nói có thô lỗ, mở miệng ra là hay chửi tục, chửi thề, xem có hay không? Thứ tư là ghét người nghèo khổ, hay những người có địa vị thấp kém, không may mắn trong xã hội. Với những người như vậy, cha có nạt nộ, xúc phạm, xem thường, kiêu ngạo hay không? Thứ năm là xúc phạm người tu hay chùa và những người đáng kính trong xã hội. Nếu cha mà gieo nhân này thì con gái rất dễ hư, cha cũng dễ chiêu cảm quả báo địa ngục đau khổ. Thứ sáu là làm ăn kinh doanh buôn bán thiếu đạo đức, có thể là bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng có chất cấm, hàng hết hạn sử dụng, hàng giá quá cao, tìm cách ép người mua, bóc lột sức lao động nhân viên cấp dưới, không thương quý nhân viên. Nếu tiền kiếm được không chân chính, mang về cho con cái ăn thì chúng rất dễ hư. Thứ bảy là người cha này trong hiện đời hay trong quá khứ kiếp trước từng rất bất hiếu với chính cha mẹ của mình. Nếu quý vị không hiếu thảo với cha mẹ của mình thì làm sao có thể mong con của mình có hiếu với mình được? Thế này là không công bằng cho lắm. Vì vậy, nếu quý vị đã từng bất hiếu với cha mẹ của mình trong quá khứ, như là chửi cha mắng mẹ, ăn chơi quậy phá, khiến cho cha mẹ phiền lòng, bỏ đói hay đánh đập, xúc phạm cha mẹ, thì nay con cái sẽ bất hiếu để làm cho các vị phải đau khổ, nếm trải những gì quý vị đã từng gây ra với cha mẹ của mình. Thứ tám là thấy con người khác bất hiếu thì người cha hoặc mẹ cười hả hê, xem thường, chửi thái quá thì thành ra thiếu từ bi cũng sẽ thành tội. Đến một lúc nào đó tự nhiên con mình bỗng bất hiếu với mình, đây là quả báo. Do đó quý vị cũng cần cẩn trọng trong vấn đề này. Thứ chín là ngoài ra người cha còn có vô số tâm thiếu đạo đức khác cũng có thể khiến cho con gái trở nên hư hỏng, bất hiếu. Đó là có tâm vô ơn, phản bội, dối trá, hiếu thắng, bất tín, keo kiệt, bủn xỉn, thù dai ghét lâu, hay ghim gút để bụng, mở tiệm chơi game để khuyến khích trẻ ham chơi bỏ học, nham hiểm, thủ đoạn, ích kỷ, nịnh nọt. Vô số tâm thiếu đạo đức cùng những việc làm thiếu đạo đức khác, kết hợp với các yếu tố chính nêu trên thì sẽ hình thành một người cha kém đạo đức và thiếu phẩm hạnh. Điều này sẽ khiến cho con gái họ rất dễ hư hỏng và cũng có thể trở thành bất hiếu. Vì vậy, muốn thay đổi được tâm tính của đứa con thì ngoài việc thương yêu, có trí tuệ và dạy dỗ đúng cách ra, người cha cần kết hợp điều chỉnh trong nhân quả sống, đó là cần tu bồi đức hạnh. Cha mẹ có đức hạnh, biết tu hành thì con gái sẽ tự khắc chuyển hóa, tâm tính chúng sẽ bị ảnh hưởng từ đức tu của cha mẹ mà trở nên hiền lành, nhân hậu, nhu hòa, từ bi, tốt bụng và rất có hiếu. Mà để có được điều này, đòi hỏi cha mẹ cần phải cố gắng trong việc tu tập, phải vất vả trong việc thay đổi tâm tính như đã nói trên. Có như vậy thì mới được. Sau đây là cách gieo duyên cho cha mẹ và người thân để tạo nhiều công đức. Tụng kinh lạy Phật, sám hối, ăn chay, bố thí là điều cần phải làm. Nhưng sao nhiều người than phiền là sao họ vẫn luôn khổ vì chồng vì con, ngay cả công ăn việc làm luôn thất bại, nợ nần chồng chất, bệnh tật đeo đẳng, là vì sao vậy? Vì ông Phật ở nhà mình đó. Là ai? Đó là cha mẹ mình và cha mẹ của chồng mình mà mình lãng quên, mà quý vị cứ ngỡ là đang tu mà là tu mù. Từ ngàn xưa cho đến nay, có nhiều chuyện thật trái ngang như vậy. Rất hiếm có người con nào nuôi dưỡng cha mẹ đầy đủ từ vật chất đến tinh thần. Vậy mà có người mới nuôi cha mẹ một chút đã kể công. Đủ thứ, hoặc tệ hại hơn, tìm cách tránh né bổn phận làm con. Thực tế rất phũ phàng, con bỏ cha mẹ thì nhiều, còn cha mẹ bỏ con lại rất ít. Đức Phật của chúng ta là một người con đại hiếu. Sau khi thành đạo, Ngài đã dùng thần lực lên cõi trời Đao Lợi để hướng dẫn, chỉ dạy cho mẹ Ngài pháp giác ngộ, giải thoát. Đến khi vua cha bệnh nặng, Ngài về khai thị để cha chứng được quả thánh, và chính Ngài đích thân gánh kim quan của cha đi thiêu mà làm gương cho nhân loại. Một con người nếu không biết hiếu thảo với cha mẹ thì khó lòng thành đạt. Vì ơn nghĩa hai đấng sinh thành của mình còn chối bỏ, thử hỏi người đó có bao giờ sống tốt với mọi người được không? Đối với cha mẹ mình mà mình còn làm ngơ, không chút thương xót, không biết hiếu nghĩa, hiếu kính, hiếu hạnh, hiếu tâm, một người như thế thì việc ác nào cũng có thể làm. Thử hỏi làm sao họ tính kinh Tam Bảo được? Nếu vậy làm sao họ có tâm giúp người cứu vật mà làm lành lánh dữ? Một con người không có những chất liệu của tình thương yêu chân thực, nếu có sống cũng chẳng giúp ích được gì cho ai được, ngược lại còn làm tổn hại cho nhân loại. Nếu gặp cha mẹ ruột hoặc cha mẹ chồng khó tánh, hoặc những anh em hoặc con cái không kính tin Tam Bảo, tôi sẽ chỉ cách cho quý vị có thể dụ khỉ họ bằng cách này mà tôi nghĩ rất hiệu quả. Đầu tiên quý vị thỉnh quyển kinh Địa Tạng về nói cha mẹ chép. Mỗi quyển kinh chép xong sẽ được một người nào đó trả tiền, nói rằng người ta muốn cúng dường kinh chép tay cho chư Phật. Nếu một cuốn chép xong thì cha mẹ bạn được họ trả 100.000 đồng một quyển. Người trả tiền là bạn đó. Mình cho cha mẹ tiền nhưng cho bằng cách này công đức vô lượng. Đó cũng là cách bố thí pháp để tạo công đức cho cha mẹ mà quý vị cũng đang gieo nghiệp thiện lành cho mình. Còn cha mẹ mình hoặc anh chị em mình vì ham tiền mà giết cũng là cách bán tìm cho họ giao duyên. Nhưng khi họ viết lời kinh thì từ từ nhân lành khai mở. Từ đó, tự nhiên họ biết sợ nhân quả. Rồi từ từ mình tuyển chọn những phim nhân quả báo ứng cho cả nhà coi, những bài thuyết giảng ý nghĩa. Đó chính là công đức vô lượng cho quý vị. Có như thế quý vị sẽ thân tâm an lạc, gia đình yên vui, mọi người cởi mở, không còn khó chịu với nhau nữa. Nhất là các nàng dâu hay bị mẹ chồng la rầy thì từ từ sẽ hết khó khăn, nhớ nhé. Người già họ rất cô đơn, thế hệ của họ không hợp với những người trẻ nên ít ai nói chuyện với họ. Các bạn có thể mở những bài giảng pháp các thầy cho ông bà nghe suốt ngày. Chỉ có cách này thì từ từ gieo vào tâm trí của họ và con cái mình thấm dần dần và biết sẻ chia hơn. Đây là cách khuyến tấn công hiệu nhất. Mong rằng lời khuyên này mọi người sẽ ủng hộ. Sau đây là cách hồi hướng. Nguyện cho con trong đời này và muôn đời sau luôn nhớ nghĩ đến Phật Pháp, luôn yêu thương tất cả chúng sanh. Mọi việc làm tốt trong một ngày, con xin hồi hướng cho ông bà cha mẹ và khắp pháp giới chúng sanh. Nguyện cho lời cầu nguyện của con được viên mãn. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền 4 ơn đặng, dưới cứu khổ tam độ. Nếu có ai thấy nghe đều phát lòng Bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh cõi cực lạc. A Di Đà Phật. Sự tích Đức Phật Di Lặc. Nói đến Đức Di Lặc, chúng tôi phải khảo lịch sử từ Ấn Độ sang Trung Hoa để quý vị khỏi lầm lẫn. Nhiều tà thuyết bây giờ dựng Đức Phật Di Lặc làm chỗ tiêu chuẩn để họ lôi cuốn Phật tử. Đức Phật Di Lặc là tên dịch của thuở xưa. Sau này dịch ra nhiều tên khác, nhưng vì chúng ta đã quen kêu là Đức Phật Di Lặc. Chữ Di Lặc là phiên âm của tiếng Phạn. Tào dịch là Từ Thị, Thị là họ, Từ là bi. Có thuyết nói rằng khi bà mẹ của Ngài mang thai Ngài, khởi lòng thương không nỡ giết hại chúng sanh và không ăn thịt cá được, cho nên nói là Từ. Vì Ngài sanh nơi bà mẹ đó nên gọi là Từ Thị. Nhưng có thuyết lại nói khác hơn. Vì thuở xưa Ngài tu về từ bi tam muội, cho nên sau này có tên là Từ Thị. Nhưng tên Ngài là Á Vật Đa, cũng là tiếng Phạn dịch âm. Dịch theo chữ Tàu là vô năng thắng. Vô là không, nan là khó, tức là không có thể nào hơn được. Đối với Ngài về trí tuệ và hành tu ít người hơn được, nên có tên là vô năng thắng. Đó là nói về Đức Phật theo thói quen của chúng ta. Nếu nói theo kinh thì gọi là Bồ Tát Di Lặc. Hồi Đức Phật còn tại thế, Bồ Tát Di Lặc là một người có lịch sử sanh ở miền Nam Thiên Trúc, ở trong dòng Bà La Môn. Sau gặp Phật, Ngài xuất gia tu theo hạnh Bồ Tát. Đó là hình ảnh thật, có lịch sử rõ ràng ở Nam Thiên Trúc. Khảo nhiều kinh, trước hết tôi dẫn kinh A Hàm. Trường A Hàm có nói thế này: Đức Phật dạy rằng sau này ở cõi Ta Bà, tấm con người càng ngày càng ác, 10 nghiệp thiện bỏ qua mà luôn tạo nhiều nghiệp ác. Cho đến bao giờ họ quý 10 nghiệp ác, cũng như thuở xưa quý trọng 10 nghiệp thiện, và tuổi thọ của chúng sanh giảm xuống đến cuối cùng còn 10 tuổi thì Đức Phật Di Lặc ra đời. Khi nghiệp ác nhiều thì tuổi thọ theo đó mà giảm. Bao giờ tuổi thọ con người chỉ còn 10 tuổi, cũng như bây giờ tuổi thọ chúng ta coi là 100 tuổi vậy, thì lúc đó thế giới sẽ có những tai nạn đao binh. Đạo binh ở đây không phải là người ta giết chết nhau, mà chính là những lá cây cỏ cũng có thể biến thành gươm bén. Chúng ta bị chặt, bị cắt mà chết. Qua tai nạn đạo binh đó, tới tai nạn tật dịch, tức là đau ốm, bệnh dịch. Vì vậy, đại đa số dân chúng trên thế giới này chết mòn, chỉ còn sót lại một ít người tu hành ẩn trên núi non. Họ còn sống thừa lại. Khi họ sống qua cái thời gian chết đó rồi, họ tìm thấy bà con dòng họ của họ chết hết, chỉ còn sót lại lưa thưa vài người. Lúc đó họ mới biết rằng từ hồi đó tới giờ dòng họ mình làm điều ác, bây giờ mới bị quả báo chết như vậy. Cho nên họ nỗ lực tu 10 điều thiện lại. Khi bắt đầu tu 10 điều lành thì tuổi thọ lại tăng. Cứ 100 năm thì tăng lên 1 tuổi. Đến bao giờ tuổi thọ lên đến 64.000 tuổi, lúc đó dân chúng đông đảo, thuần hậu, làm lành, thì Phật ra đời ở dưới cội cây Long Hoa, gọi là Hội Long Hoa. Như vậy, quý vị tưởng tượng bây giờ chúng ta đang ở cái mức 80 tuổi thọ, mà cứ 100 năm giảm xuống 1 tuổi, giảm tới còn 10 tuổi, rồi tăng lên cho đến 64.000 tuổi, thì thời gian từ đây cho tới đó còn bao xa? Theo sách Phật thì khi Phật Thích Ca nhập diệt, thì Đức Phật Di Lặc cũng nhập Niết Bàn. Ngài sanh lên cung trời Đâu Xuất, ở trong nội điện sống 4.000 tuổi. Sau đó Ngài mới sanh trong thế giới Ta Bà thành đạo, dưới cội cây Long Hoa, giáo hóa chúng sanh, kế tiếp Đức Phật Thích Ca. Vậy thì tưởng chừng bao lâu Phật Di Lặc ra đời? Vậy mà có một số người nghe trong kinh nói Đức Phật Di Lặc ra đời, nghe nói Hội Long Hoa, rồi họ bịa ra ít bữa Đức Phật Di Lặc ra đời, vài bữa Hội Long Hoa đến, vân vân. Đó là những tà thuyết để lừa bịp những Phật tử học mà không hiểu Phật Pháp. Lại có người tự xưng là Phật Di Lặc, hoặc tự cổ động rằng mình sẽ chờ đón Đức Phật Di Lặc. Nếu chúng ta tin Đức Phật Di Lặc chỉ còn một phen bổ xứ lên cung trời Đâu Xuất, sau này hạ sanh ở thế giới Ta Bà thành Phật. Nếu tin lời Phật Thích Ca nói trong kinh, thì chúng ta phải tin luôn thời gian đã định của Ngài Phật ra đời. Chúng ta tin Đức Phật Di Lặc có Hội Long Hoa mà quên thời gian đó, rồi cứ hờ hững, cứ nghe ai nói Đức Phật Di Lặc ra đời thì vội vàng chạy tới đảnh lễ, mong cầu, vân vân. Đó là cái sai lầm quá lớn để những tà thuyết lợi dụng danh từ Phật giáo tuyên truyền mê tín dị đoan. Người Phật tử chân chánh phải hiểu rõ điều đó. Đó là tôi khảo về lịch sử từ những bộ kinh gọi là Di Lặc Thượng Sanh, Di Lặc Hạ Sanh và Di Lặc Bản Nguyên. Những kinh đó đều do Đức Phật Thích Ca nói ra. Coi kỹ những bộ kinh đó rồi, chúng ta biết rõ lịch sử Đức Phật Di Lặc. Vậy đừng nghe lời của một số người bàn tán dựng lên những điều sai lầm. Đó là chúng tôi nói về Đức Phật Di Lặc ở Ấn Độ. Bây giờ nói tới Đức Phật Di Lặc ở Trung Hoa. Đức Phật Di Lặc sang Trung Hoa hồi lúc nào? Thật ra nếu căn cứ theo hình tượng chúng ta thờ thì không có hình tượng của Đức Bồ Tát ở Ấn Độ, mà là hình tượng Đức Di Lặc ở Trung Hoa. Đó là một ông già bụng phệ lùn mập. Như vậy là Đức Di Lặc ở Trung Hoa chứ không phải ở Ấn Độ. Di lặc ở Trung Hoa ra đời lúc nào? Điều đó chúng ta phải khảo lại. Có nhiều thuyết nói Đức Di Lặc hiện giờ đang ở trên cung trời Đâu Xuất. Ngài chưa tới thời kỳ giáo hóa chúng sanh ở thế giới này. Nhưng với tinh thần người hiểu Phật Pháp Đại Thừa thì Bồ Tát có báo ân, ứng thân và nhất là hóa thân. Tùy căn cơ chúng sanh mà các ngài ứng hóa vô lượng thân, không thể lường được. Cho nên sử Trung Hoa có kể mà tôi nhớ đại khái có hai hóa thân của Bồ Tát Di Lặc. Một hóa thân gọi là Ngài Tăng Can ở gần chùa Quốc Thanh đời nhà Tùy, tức là ở khoảng thế kỷ thứ 6. Nói rằng Ngài có một cái am gần chùa Quốc Thanh và đi thuyết pháp nơi này nơi nọ. Có lắm lúc Ngài cởi cột về, chúng trong chùa thấy hoảng kinh, khi đến khi đi không ai lường được. Có lần Ngài ôm về một đứa bé gửi trong chùa đặt tên là Thập Đắc. Thỉnh thoảng có một ông ăn mặc rách rưới ở trong núi lạnh đi ra, tuyết phủ đầy mình, gọi là Hàng Sơn. Hàng Sơn và Thập Đắc được coi như là hai người ăn mày trong chùa. Các ngài là hai vị hóa ra ăn mặc rách rưới, ngủ ngoài hành lang. Tới bữa ăn thì đợi chúng ăn xong hết, còn những thừa cặn gì đó ngài trút lại dùng. Có khi các ngài còn lượm cơm dưới sàn nước, rửa lại mà ăn. Chúng trong chùa coi các ngài như hai kẻ ăn mày không kém. Nhưng mà có cái lạ là nhiều khi hai ngài hứng làm thơ. Những bài thơ của các ngài không ai hiểu gì hết. Một hôm bất chợt sau một bữa trưa chúng tăng nghỉ hết, hai ngài trèo lên cổ của ngài Văn Thù và ngài Phổ Hiền ngồi. Một ông tăng ở dưới tăng xá thình lình đi lên, thấy như vậy ngạc nhiên quá, mới chạy đi báo cho ông trụ trì hay. Ông trụ trì lôi hai ông xuống, rầy quở đủ thứ hết. Hai vị đó là bạn của ngài Tăng Can. Ngài Tăng Can tịch rồi. Một hôm, ông chủ huyện có bệnh nan y. Ông nằm chiêm bao thấy ngài Tăng Can tự xưng là Đức Di Lặc, bảo ông đến đảnh lễ Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền và chỉ cho ông một phương thuốc uống hết bệnh. Muốn đảnh lễ hai vị đó thì vào chùa Quốc Thanh hỏi tên Hàng Sơn, Thập Đắc, vị đó là Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền. Ông huyện đó theo lời chỉ tìm thuốc uống lành bệnh, mới tìm đến chùa Quốc Thanh để gặp hai vị Hàng Sơn, Thập Đắc. Khi đó ông trụ trì thấy ông huyện tới hỏi han chú ăn mày trong chùa thì ông ngại quá không muốn kêu. Nhưng ông huyện cho biết ông mong mỏi gặp hai vị đó, buộc lòng ông trụ trì mới mời hai vị ra. Hai vị nắm tay đi ra, vừa thấy hai vị ông huyện quỳ mọp xuống lại. Hai vị mới cười và nói: cái lão Tăng Can này bày đặt làm cho ta phải bại lộ rồi. Hai ngài cõng nhau chạy tuốt vô rừng mất. Do đó mới biết hai vị là hiện thân của Văn Thù, Phổ Hiền, còn ngài Tăng Can là hiện thân của Đức Di Lặc. Nhưng biết thì chuyện đã qua rồi, không ai ngờ để đảnh lễ các ngài được hết. Một vị khác vào thế kỷ thứ 10, đời Ngũ Đại ở Trung Hoa, gọi là Bố Đại Hòa Thượng. Vị đó gần gũi chúng ta nhất, tức là ông già quẩy cái đẩy to tướng, mặt tròn, miệng cười bụng phệ, áo phạch ngực. Ngài Bố Đại Hòa Thượng lúc nào cũng quẩy một túi lớn. Đi trong dân gian gặp chỗ nào có cái gì, ngài xin bỏ vô đãi. Đến cho con nít đông, ngài ngồi xuống phân chia cho chúng nó, vui chơi với chúng nó. Cho nên người ta thấy miệng ngài lúc nào cũng cười vui vẻ thích thú. Đó là hình ảnh Đức Di Lặc, một vị hòa thượng bụng lớn mập, miệng cười toe toét. Tại sao gọi là bố đại hòa thượng là Di Lặc? Nói rằng Ngài đi xin như vậy, có nhiều chuyện xảy ra cho Ngài lạ lắm. Trong sự có nói đủ, ở đây tôi chỉ lượt vài điểm thiết yếu cho quý vị biết mà thôi. Ngài đi xin và sống trong một thời gian như vậy ở tỉnh Minh Châu. Tại đó, Ngài lang thang nơi này nơi nọ. Thời đó là thời Thiền Tông còn thịnh hành ở Trung Hoa. Một hôm, Hòa Thượng Thảo Đường gặp Ngài hỏi đại ý Phật Pháp thế nào. Đang quải bị trên vai, Ngài liền để xuống. Vị Hòa Thượng hỏi thêm: chỉ có thế thôi hay có con đường tiến lên? Ngài mang cái bị để lên vai và đi. Đó là câu trả lời của Ngài. Trong lịch sử Thiền Tông cũng câu hỏi đó. Tổ Lâm Tế Nghĩa Quyền đem ra hỏi tổ Hoàng Bá liền bị ăn gậy. Ở đây Ngài Bố Đại Hòa Thượng đối với câu hỏi đó, Ngài chỉ buông cái bị xuống đất, hỏi có con đường tiến lên nữa không. Ngài mang bị lên vai đi tuốt. Hình ảnh đó là thế nào? Như vậy mà người ta vẫn chưa biết thế nào, tung tích ra sao. Nhưng một hôm, Ngài sắp thị tịch mới trở về chùa. Ngồi bên bàn thạch, Ngài làm một bài kệ rồi tịch. Bài kệ đó như thế này: Di Lặc chấn Di Lặc, phấn thân thiên bách ức. Thời thời thị thời nhân tự bất thức. Ngài nói rằng Di Lặc thật Di Lặc, phấn thân trong muôn ức, thường thường chỉ dạy người đời. Người đời tự không biết. Nhờ bài kệ đó mà người ta mới biết Bố Đại Hòa Thượng là hóa thân của Đức Di Lặc. Vì vậy, muốn vẽ hình Đức Di Lặc, người ta liền vẽ hình Bố Đại Hòa Thượng. Đó là Đức Di Lặc ở Trung Hoa. Bây giờ chúng ta thờ phượng là thờ hình ảnh Đức Phật đó. Chớ Đức Bồ Tát Di Lặc ở Ấn Độ thì mình không biết, còn Đức Di Lặc ở cung trời Đâu Xuất lại càng không biết hơn nữa. Chúng ta chỉ biết Di Lặc hóa thân ở Trung Hoa với một hình tượng là Bố Đại Hòa Thượng. Đó là phần khảo về lịch sử. Đây mới nói về ý nghĩa Đức Phật Di Lặc. Ngày vía mùng một Tết, ngày vía này là ngày vía gì của Đức Di Lặc? Ở Ấn Độ thì không biết ngày nào. Ở Trung Hoa, hóa thân 2-3 đời cũng không biết ngày nào. Nói ở cung trời Đâu Xuất lại càng không biết hơn nữa. Như vậy, ngày vía Phật Di Lặc là ngày vía gì? Chúng ta đừng nghĩ rằng phải đợi có ngày sanh, ngày tịch mới gọi là ngày vía. Đây là ý nghĩa thâm sâu trong nhà thiền. Các tổ đã khéo léo chọn ngày mùng một Tết làm ngày vía Đức Phật Di Lặc. Chúng ta lại ngày với câu Long Hoa giáo chủ đương lai hạ sanh, Di Lặc tôn Phật. Chư tổ thấy thế gian xem ngày mùng một Tết là ngày định đoạn của suốt một năm. Ngày này mọi người dè dặt từng lời nói, dè dặt từng hành động, dè dặt từng tên người đến thăm mình, dè dặt đủ thứ chuyện. Như vậy, ngày mùng một Tết là ngày đầy đủ ý nghĩa tương lai của mình. Trong nhà chùa, ngày mùng một Tết có ý nghĩa gì? Các tổ lấy ngày mùng một Tết làm ngày vía Đức Phật Di Lặc, cũng là ngày tương lai rực rỡ. Ngày tương lai sẽ thành Phật. Sáng mùng một, chúng ta lại Phật, lại vía Đức Phật Di Lặc, là đặt hết thảy cả niềm hy vọng vào tương lai. Hy vọng chúng ta sẽ thành Phật, không hy vọng vào có sang trọng gì, mà chỉ hy vọng sẽ thành Phật. Đó là ý nghĩa sâu đậm nhất của ngày mùng 1 Tết để chúng ta lễ Đức Phật Di Lặc. Ý nghĩa thứ hai là hình ảnh vui cười của Đức Phật Di Lặc, đó là hình ảnh hạnh phúc. Vì vậy có chỗ thay vì để danh từ Di Lặc lại để một con người hạnh phúc. Tại sao là một con người hạnh phúc? Tới đây tôi bước sang giai đoạn sâu của Thiền Tông. Hỏi, thế nào là đại ý Phật Pháp? Ngài quăng cây bị xuống mà không trả lời gì hết. Hỏi, có con đường tiến lên không? Ngài quải bị lên vai mà đi. Đại ý Phật Pháp không có gì lạ. Nói thẳng, hễ quý vị phiền, mà không nói, hễ cho rằng giấu giếm. Đại ý Phật Pháp chỉ có một chữ xả là được. Chấp tức là chấp mình, chấp người nhân, ngã, Phật Pháp, quyền thế, danh vọng vân vân. Như vậy cái mà buông tất cả, đó là đại ý Phật Pháp. Nói như vậy đó, quý vị khó hiểu. Tôi nói câu chuyện hơi bình dân một chút mà không kém quan trọng. Tổ Hoàng Bá thấy Tổ Lâm Tế Nghĩa Huyền, một vị thiền sư cao nhất trong nhà thiền giữa quãng đời Đường. Ngài dạy rằng chỉ cần có một hạnh bố thí là đầy đủ tất cả. Bố thí là cho món này món kia, tức xả hay buông bỏ. Chỉ có một hạnh xả là đầy đủ tất cả. Nói về hạnh tu, Sư Thúc Sư Bá Mình, Ngài phê bình rằng trong hàng đệ tử của Mã Tổ trên 80 vị thiền tri thức, nhưng mà khi nói đến người tiêu chảy hay nói quê mùa hơn một chút là nếu nói đến con người ỉa chải thì chỉ có Hòa Thượng Quy Tông là con người ỉa chải đầy đất. Nói đến ỉa chải, quý vị đừng nghĩ theo lối quê mùa của mình, đó là xả tất cả. Chỉ có Hòa Thượng Quy Tông là con người được xả tất cả. Con người xả là con người đáng quý hơn hết. Như vậy, quý vị thấy rõ rằng xả là một pháp khiến cho người đạt đến viên mãn trong đạo, nếu nói theo Thiền Tông. Vì vậy, sau khi Ngài buông cái túi xuống rồi, hỏi còn có gì nữa không thì Ngài quẩy cái túi lên vai. Tới đó đừng tưởng rằng hết rồi, mình tưởng không còn gì nữa. Chính buông hết rồi mình mới được quải lên vai tự tại. Cho nên nhà chùa có câu bỏ tất cả là được tất cả. Nhưng nói bỏ tất cả để được tất cả thì mình còn tham quá. Bây giờ chỉ cần bỏ tất cả, vậy là đủ rồi. Chính cái hành xả đó là chỗ rất sâu và đưa chúng ta tới chỗ cao siêu của người giải thoát. Vì vậy trong nhà Thiền Tông nói, ta không có một pháp dạy người, mà chỉ tùy phương tiện nhổ đinh tháo chốt thôi. Nhổ đinh tháo chốt là xả, là phá chấp. Xả được là xong việc. Đến đây tôi đi sang giáo lý để quý vị dễ thấy dễ tu hơn. Nói đến xả là nói đến hạnh phúc, cho nên quý vị nghe danh từ thường dùng nhất là hỷ xả. Hai cái đó, cái nào là cái nhân, cái nào là cái quả? Có thể nói hỷ là nhân, xả là quả. Cũng có thể nói ngược lại, xả là nhân, hỷ là quả. Tại sao vậy? Như hàng ngày, có vị nào làm phật lòng mình một chút khiến mình bực bội. Khi bực bội thì không vui. Giờ đây người đó xin lỗi mình liền vui vẻ mới tha được. Còn giận thì không tha được. Trường hợp hỷ là nhân, xả là quả. Vui vẻ mà tha thứ cho họ, như vậy là ổn. Giận không thể tha thứ được. Trường hợp đó hỷ là nhân. Bởi vì mình vui nên mình mới xả, mới được cái quả xả. Nhưng ở đây nói con người hạnh phúc đó phần lớn xả là nhân, hỷ là quả. Bởi vì chúng ta có xả được chúng ta mới vui. Nếu chúng ta không xả được thì chúng ta không bao giờ vui được. Tôi nói một việc hết sức là tầm thường. Như trong gia đình Quý đạo hữu, người chồng làm phật ý người vợ. Trong lúc phật ý thấy nhau có vui không? Không nói chuyện nhau, không nhìn mặt nhau. Bao giờ xả được thì lúc đó mới vui vẻ nói chuyện được. Như vậy, trường hợp đó do xả mà được vui. Nếu không xả thì không vui. Đó là thí dụ nhỏ. Tôi thí dụ rộng hơn. Trường hợp chúng ta đối với người ngoài đời, hay bè bạn, nếu họ có hành động hiếp mình hoặc nói lời nói cao hơn mình, lúc đó mình làm sao? Mình về mình có an ổn được không? Không vui. Đó là tại sao? Tại nhớ ông đó nói gác mình hoặc ăn hiếp mình, ổng ý mạnh hiếp yếu. Khi nghĩ như vậy thì về nhà ngủ không được, lăn lộn hoài nằm không yên. Muốn được ngủ yên thì phải làm sao? Nếu mình còn nghĩ rằng người ta ăn hiếp mình, người ta gác mình, lúc đó mình có cảm thấy vui vẻ hạnh phúc hay không? Chắc không bao giờ có hạnh phúc được hết. Lúc đó mình sống trong sự phiền não, ở trong tam độc, chứ không có hạnh phúc. Bây giờ người nào mà bỏ được cái đó thật là hạnh phúc. Vì vậy, hồi Đức Phật còn tại thế, một hôm Ngài đi khất thực ở vùng Bà La Môn. Vị lãnh tụ Bà La Môn nổi tức đi theo Ngài. Ngài đi trước, ông đi theo sau mắng. Ông mắng bao nhiêu mắng, Ngài cứ chậm rãi đi. Đi tới ngã tư đường, Ngài trải tọa cụ ngồi. Ông chạy tới trước mặt hỏi: "Ngài thua tôi chưa?" Ngài liền đáp bằng một bài kệ: "Người hơn thì thêm oán, kẻ thua ngủ không yên. Hơn thua hai điều xả, ấy được an ổn ngủ. Hơn người thì tức nên oán, mà người ta oán mình có vui hay không? Thua, người ta về ngủ không được, nằm lăn qua trở lại hoài. Như vậy cả hai đều là cội gốc của đau khổ, của phiền não. Thành ra cái hơn, cái thua, hai cái bỏ phăng đi thì người đó được an ổn ngủ. Tối đến thì nằm xuôi cẳng ngủ khò, không lo, không tính, không phiền muộn gì hết. Đó là người hạnh phúc." Hạnh phúc từ đâu mà có? Từ cái xả mà có. Chứ chúng ta cứ ôm ấp phiền não trong lòng hoài thì làm sao mà hạnh phúc được? Quý vị nên nhớ rằng, nếu trong gia đình chúng ta không xả được, cứ giận vợ giận con hoài thì cũng không vui. Ra ngoài xã hội cứ nhớ người này ăn hiếp mình, người kia nói gác mình, người nọ khinh khi mình, vì gì đó. Người ôm trong lòng cả bụng như vậy thì người đó lúc nào cũng đau khổ, lúc nào cũng là phiền não hết. Chỉ người nào nghĩ ai nói gác mình như gió thổi ngoài tai, rồi ngủ khò không thèm nhớ, thì đó là hạnh phúc chứ gì. Người nào mà trong nhà cũng như ở ngoài gặp cái gì phật ý, xem đó như là lỡ lầm của người, không gì quan trọng hết, không có gì phải phiền muộn, người được như vậy mới là con người hạnh phúc. Đầu năm, chúng ta quen chúc cho nhau một năm đầy hạnh phúc. Chúc hạnh phúc mà cứ phiền giận hoài thì làm sao mà hạnh phúc được? Như vậy chỉ là một cái chúc suông. Ở đây tôi không chúc gì cho quý vị hết, mà chỉ khuyên là năm nay tập tiêu chảy kha khá một chút. Chừng nào quý vị tiêu chảy được như Ngài Quy Tông, lúc đó quý vị sẽ tràn trề hạnh phúc. Đó là tôi chỉ nói hạnh phúc nho nhỏ của thế gian thôi. Còn nếu nói đến hạnh phúc cao siêu hơn nữa, tức là đạt đến cứu cánh giải thoát, thì trong kinh cũng dạy chúng ta đừng chấp cảnh, chấp người, đừng chấp tâm, đừng chấp pháp. Nếu chúng ta buông hết những cái chấp đó thì niết bàn hiện tại vĩnh viễn hạnh phúc. Không chấp tức là xả, xả được mới thực sự là vĩnh viễn hạnh phúc. Vì vậy nói tới Đức Di Lặc là nói tới hạnh hỷ xả, nên người Trung Hoa tượng trưng Ngài bằng hình ảnh Ngài Bố Đại Hòa Thượng, một hình ảnh vui vẻ tươi cười, lúc nào cũng sẵn sàng hỷ xả. Vậy thì năm nay, quý vị lễ Đức Phật Di Lặc là nhớ đến hạnh hỷ xả của Ngài, nhớ đến cái miệng vui cười hạnh phúc của Ngài. Nếu quý vị sống được cái hạnh phúc đó, thì quý vị chẳng những hạnh phúc ở hiện tại, mà hạnh phúc vĩnh viễn của người vào niết bàn. Trên con đường nhân sinh, chúng ta không những phải học cách đối xử tốt với người khác, bao dung với người khác, mà đôi khi cũng cần phải biết đối xử tốt với chính mình, giải thoát cho chính bản thân mình. Trong chương trình này hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ cùng quý Phật tử và các bạn xung quanh nội dung nói về thuận cảnh thì hãy thiện đãi người khác, còn khi nghịch cảnh thì hãy thiện đãi cho chính mình. Kính thưa quý Phật tử và các bạn, bất kể bạn đối xử tốt với ai, thật ra đều là đang truyền tải sự ấm áp, đều là đang kéo dài tình yêu thương, cuối cùng chia sẻ với người khác, gieo phúc lành cho bản thân mình. Khi bản thân đang ở trong hoàn cảnh thuận lợi, thì hãy nghĩ cách đối xử tốt với người khác, ôn hòa với người khác. Khi bản thân thành công, thì hãy khiêm tốn với người khác. Bản thân mình vui mừng, thì hãy trầm tĩnh với người khác. Cho dù chưa có cảnh giới đạo đức cao đến như vậy, thì ít nhất bạn cũng có thể làm được, không ngông cuồng, không quên quang, không khoác lác, không tự kiêu. Đối xử tử tế đôi khi chỉ đơn giản là một sự thân thiện, một thái độ ấm áp. Tấm lòng rộng mở không chỉ có thể bao dung được với bản thân mình, mà còn có thể bao dung được với vạn vật. Khi có thể tiếp nhận được những người khác, đó nhất định là vùng đất tịnh độ, vùng đất thiện lương nhất trên thế giới này. Đối xử tử tế trên bản chất chính là tấm lòng yêu thương. Đương nhiên, một người mà có tấm lòng yêu thương người khác thì cũng sẽ được thế giới này thương yêu lại. Khi bản thân ở vào nghịch cảnh, cần phải biết đối xử tử tế với chính mình. Có một câu nói rằng, đời người giống như điện tâm đồ. Khi bạn sống được thuận buồm xuôi gió, chính là lúc bạn không còn trên đời này nữa. Đây cũng là đang nhắc nhở chúng ta, ai cũng đều phải gặp khó khăn, ai cũng đều phải gặp trắc trở. Trên dòng sông dài của sinh mệnh này, sẽ luôn có một vài bãi đá ngầm và vùng xoáy nguy hiểm, nhưng bạn không thể đi vòng qua được. Tuy nhiên, bất kể có chuyện gì xảy ra, bạn cần phải ghi nhớ rằng, nếu như thế giới này không có người yêu thương bạn, thì bạn cần phải yêu thương chính mình. Nếu không có ai để ý đến bạn, thì bạn cần phải trân trọng chính mình. Nếu như biết đối xử tốt với bản thân từ đầu đến cuối, sinh mệnh chính là mãi mãi, không có thất bại. Đối xử tốt với chính mình chính là cần phải học cách tha thứ, không vướng mắc, đau khổ với những sai lầm trong quá khứ. Chính là cần phải học được lùi một bước biển rộng trời cao. Không cần phải giãy giụa trong những ước muốn mà bản thân không thể đạt được. bạn có thể tha thứ bao nhiêu, có thể lùi bao nhiêu. Trên thực tế chính là thiện đãi bản thân mình bấy nhiêu. Đối xử tốt với chính mình, thực ra chính là hòa giải với bản thân mình vậy. Một người nếu như có thể không cố chấp với bản thân, có thể buông bỏ đi những ràng buộc của tự thân, chính là đặt tâm hồn mình nơi cánh đồng bát ngát, mênh mông, cho tâm hồn tự do bay bổng. Thả lỏng tâm hồn mình, đây cũng là cách đối xử với bản thân mình tốt nhất. Tiếp theo là những điều quan trọng, quý giá của cuộc sống. Kính thưa quý Phật tử và các bạn thân mến, điều quan trọng không phải là bạn làm nghề gì để sống, mà công việc có phải là niềm đam mê của bạn hay không. Điều quan trọng không phải là bạn có những ước mơ cao đẹp như thế nào, mà chính là bạn có dám thực hiện những ước mơ đó để thỏa khao khát của mình hay không. Điều quan trọng chẳng phải là tuổi tác, mà là sức sống trong con người của bạn, là sự can đảm, chấp nhận thử thách, dám dấn thân vào những chuyến phiêu lưu trong hành trình vô tận của cuộc sống này. Điều quan trọng không phải là cuộc sống của bạn luôn luôn bằng phẳng, rằng bạn chưa bao giờ phải nếm trải khổ đau, mà chính là tinh thần bất khuất, là con tim ngoan cường, không chịu đầu hàng nghịch cảnh của bạn. Liệu bạn sẽ đối mặt với những khó khăn, những thử thách của mình như thế nào? Liệu bạn có dám dấn thân thử sức mình thêm một lần sau khi thất bại hay không? Hay lại run rẩy thu mình lại vì sợ sẽ lại bị tổn thương? Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào bạn và bản lĩnh của bạn, và đó mới chính là điều quan trọng của cuộc sống này. Điều quan trọng không phải là bạn đặt ra cho mình bao nhiêu quy tắc sống, cũng không phải bạn đã tuân theo chúng nghiêm chỉnh như thế nào, mà chính là thái độ của bạn với cuộc sống. Liệu bạn có dám yêu hết lòng hay không? Có dám thể hiện cảm xúc một cách tự nhiên thay vì kìm nén chúng vì những chuẩn mực nào đó mà mình đã đặt ra? Điều quan trọng không phải là bạn là người cứng rắn như thế nào, cũng không phải việc bạn chưa từng để người khác thấy những giọt nước mắt yếu đuối của mình, mà chính là khả năng vững vàng khi bị mọi người buộc tội chỉ vì đã dám sống thật với lòng mình, và chính là sự tự tin ngay cả không ai trao niềm tin nơi bạn nữa. Điều quan trọng không phải bạn là người xinh đẹp ra sao, không phải bạn sở hữu một làn da trắng ngần, một vóc dáng đáng mơ ước, mà chính là tâm hồn của bạn có thực sự nhạy cảm với nỗi đau của đồng loại, có nhận ra vẻ đẹp của cuộc sống, có biết tận hưởng từng ngày mà mình đang may mắn có được hay không. Điều quan trọng không phải là số của cải của bạn đang sở hữu, cũng không nằm ở ngôi nhà lộng lẫy, chiếc xe sang trọng, mà chính là việc những vật chất đó có thực sự làm cho bạn hạnh phúc, có là phương tiện giúp bạn đạt đến mục đích cao đẹp của mình, hay là ông chủ mà suốt đời bạn phải phụ thuộc tôn thờ. Điều quan trọng không nằm ở việc bạn bè của bạn có quyền cao chức trọng hay không, mà chính là tình cảm của họ dành cho bạn, là lòng sẵn sàng sát cánh cùng bạn trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Điều quan trọng không phải là bạn có bao nhiêu tấm bằng danh giá trong tay, không phải bạn đã học được những gì, với ai và ở đâu, mà chính là cách bạn vận dụng chúng trong cuộc sống này, và ở việc chúng có thể giúp bạn vững vàng hơn, trưởng thành hơn hay không. Thưa các bạn, nếu muốn cả đời suôn sẻ thì chúng ta hãy ghi nhớ những điều đơn giản này. Mỗi câu nói của người xưa đều là những kinh nghiệm được đúc kết ra từ các hiện tượng, sự việc thực xảy ra trong một thời gian lâu dài. Nếu chúng ta hiểu rõ và làm theo những lời dạy bảo này, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc sống, cho vận mệnh của chúng ta. Thứ nhất là trước khi nói phải suy nghĩ kỹ, hãy sáng suốt với tự tình, thận trọng với lời nói. Nói nhiều không hẳn là đã có ích. Bình thường nhất định phải quản tốt cái miệng của mình, nếu không sẽ mang đến rất nhiều phiền toái cho bản thân bạn. Thứ hai là khi gặp chuyện thì đừng vội kết luận. Cho dù đã có đáp án thì cũng nên cứ từ từ, đừng vội vã, bởi vì biết đâu sẽ còn những phương pháp giải quyết tốt hơn thì sao. Đứng ở những góc độ khác nhau sẽ có những đáp án khác nhau. Phải học được cách thay đổi tư duy, đặc biệt là khi gặp phải phiền toái. Phải học được cách lặng lẽ theo dõi kỳ biến. Học được cách này, rất nhiều khi phiền toái được quá giải, thậm chí là dần may sẽ đến. Thứ ba là học cách coi chuyện lớn quá thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thì quá thành không. Cố gắng đem chuyện phức tạp xử lý theo cách đơn giản nhất. Đừng bao giờ đem chuyện đơn giản quá thành chuyện phức tạp. Thứ tư là đừng bình luận về người khác. Thưa các bạn, trên thế giới này không có vô duyên vô cớ tình yêu, và cũng không có vô duyên vô cớ mà thù hận. Đừng tham dự vào việc bình luận bất kỳ ai, chỉ cần trong lòng hiểu rõ là được rồi. Thứ năm là tuân thủ quy tắc. Sự việc đừng làm đến tận tuyệt. Làm bất cứ việc gì đều phải tuân thủ quy tắc. Người ta nói, ngay khi kẻ trộm cũng biết rõ là những thứ gì tuyệt đối không thể trộm, là có ý này. Cho nên, làm sự tình gì cũng đừng làm đến tuyệt, tức là đoạn tuyệt tuyệt tình. Những việc như dậu đổ bìm leo, tuyệt đối đừng làm. Hãy cho người khác đường lui, cũng đồng nghĩa với loại bỏ chướng ngại cho chính mình. Thứ sáu là đối với tiểu nhân, hãy đứng xa mà nhịn. Đối với tiểu nhân phải nhường nhịn, lùi một bước biển rộng trời cao. Trêu chọc tiểu nhân là đồng chạm đến phiền toái. Đa phần những kẻ tiểu nhân ở trên đời này là không nên động chạm vào. Từ trước đến nay, thời đại nào cũng có tiểu nhân, và chúng ta chỉ nên đứng xa mà nhìn. Thứ bảy là đối đãi với người yêu thương nhất định phải tôn trọng. Người khác yêu thương mình là có nguyên nhân, đừng hỏi tại sao. Khi tiếp nhận, phải dùng yêu mến nhiều hơn để hồi báo cho họ. Nhưng mà đừng bao giờ lừa gạt tình cảm của người khác. Cho dù bạn không thích, cho dù người ta có khuyết điểm, đấy là tài phú mà bạn có dùng tiền cũng không thể mua được. Thứ tám là cầm lên được thì hạ xuống được. Phải có một tâm thái bình thản. Khi tâm trạng không tốt, chính là lúc bạn đang lẫn quẩn trong phiền toái, dằn vặt. Kỳ thực, sự tình cũng không đến nỗi xấu tệ như bạn nghĩ đâu. Đường đời của ai cũng có lúc cao điểm, cũng có lúc xuống thấp điểm. Căn bản là không có cuộc đời luôn thuận buồm xuôi gió. Phải học được cách cầm lên và hạ xuống được. Cầm lên được là một loại dũng khí, nhưng bỏ xuống được lại cần một loại ý chí. Thứ chín là quý trọng duyên phận tốt lành, nhưng tuyệt đối đừng bài xích duyên phận không tốt. Duyên phận có tốt có xấu, quý trọng duyên phận tốt, cũng đừng bài xích duyên phận xấu. Gặp thoáng qua cũng là duyên phận. Toàn thế giới này mấy tỷ người, chạm mặt ai cũng không hề dễ dàng gì. Cho nên gặp duyên phận không tốt cũng phải cố gắng khoan dung, cho đối phương một lần cơ hội, không thể vừa gặp đã chối bỏ ngay. Thứ 10 là đừng để những điều không thuận lợi trong sự nghiệp làm ảnh hưởng đến người nhà. Càng đừng để bất hòa trong gia đình làm ảnh hưởng đến sự nghiệp. Làm như vậy rất không có lợi, vì cả gia đình và sự nghiệp đều bị ảnh hưởng, thậm chí bị tổn thất. Nhất là đối với đàn ông, phải có trách nhiệm với cả gia đình và sự nghiệp. 11 là không lừa gạt người khác. Cũng đừng dễ dàng bị lừa. Nếu dựa vào lừa gạt người, hạ thấp người để nâng cao bản thân, thì kết quả chỉ là để lộ ra sự vô tri và bần cùng của bản thân. Ngược lại, bạn cũng cần phải dưỡng được tố chất tốt đẹp và tri thức uyên bác, để kẻ lừa gạt không dám đến gần mình. 12 là phụ nữ phải coi trọng sự nghiệp. Là phụ nữ thì đừng có ý nghĩ sự nghiệp không liên quan gì đến mình. Việc của mình là ở trong bếp, chăm con vân vân. Nhưng mà kỳ thực, hãy để ý đến sự nghiệp một chút. Có sự nghiệp, có công việc, bạn sẽ thấy ý nghĩa hơn rất nhiều. 13 là thời gian rảnh rỗi hãy dành để làm phong phú cho bản thân. Thời gian nhàn rỗi đừng dành để chơi những trò chơi vô nghĩa hay là những câu chuyện phím vô ích. Hãy đọc một cuốn sách, học cách quản lý một công ty, xem xét tin thời sự, tìm hiểu pháp luật. Những điều này sẽ làm phong phú bản thân bạn, đồng thời cũng tạo cho bạn nhiều cơ hội hơn. 14 là hãy giữ vẻ ngoài sạch sẽ. Có rất nhiều người khi vừa gặp gỡ đã khiến người khác không muốn gặp lại lần thứ hai. Nhưng cũng có nhiều người lại để lại ấn tượng trong lòng người khác ngay trong lần gặp đầu tiên. Vẻ ngoài không phải quan trọng nhất, nhưng không thể xem nhẹ nó. Bạn không nhất thiết phải ăn mặc đắt tiền, nhưng nhất định phải giữ đầu tóc quần áo thật sạch sẽ. Và 15 là trước khi thành công, không cần phải nói với người khác. Khi làm một sự việc gì, trước khi thành công, không cần phải nói cho người khác biết. Nếu như bạn thành công, không cần nói, thì người khác tự khắc sẽ biết được. Quý vị Phật tử và các bạn thân mến, trong chương trình này hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị cùng nghe những câu chuyện về thay đổi tâm để thành người có dung mạo thu hút hấp dẫn. Có một vị nữ thí chủ, gia đình rất giàu có. Chẳng luận về của cải, địa vị, tài năng, quyền lực và vẻ đẹp bên ngoài, đều không người nào có thể vượt hơn cô. Nhưng tính thì hơi kiêu căng ngạo mạn, và cô lại thường hay buồn khổ, ít được vui, ngay cả khi tìm được một người bạn tâm sự cũng không có. Một hôm, cô đi đến chỗ thiền sư Vô Đức để xin lời chỉ dạy làm sao để có thể hấp dẫn, giành được sự yêu mến của người khác. Thiền sư Vô Đức nói: cô có thể tùy lúc tùy nơi hợp tác với mọi người, đồng thời trong lòng có đủ tâm từ bi hỷ xả giống như Phật. Cô tập nói một ít lời thiền, nghe một vài âm thanh thiền, ứng dụng một chút tâm thiền, thì cô sẽ trở thành người có sức hấp dẫn. Thí chủ sau khi nghe xong nói: vậy thì làm sao con nói được lời thiền? Thiền sư Vô Đức nói: lời thiền chính là lời nói quan hỷ, nói lời chân thật, nói lời khiêm nhường, lời nói có ích cho mọi người. Nữ thí chủ lại hỏi: làm sao con nghe được âm thanh thiền? Thiền sư Vô Đức nói, âm thanh thiền chính là chuyển hóa tất cả âm thanh, biến thành âm thanh vi diệu. Ngay cả tiếng mắng chửi quyền rủa chuyển thành âm thanh yêu thương. Ngay cả lời nói hủy báng chuyển thành âm thanh giúp đỡ. Tiếng khóc, tiếng ồn, tiếng thô tục, tiếng ác xấu, cô đều không lưu tâm. Đó là âm thanh thiền. Nữ thí chủ lại hỏi, làm sao con thực hành việc thiền? Thiền sư Vô Đức nói, việc thiền chính là thực hành bố thí, cúng dường, từ thiện xã hội, phục vụ, cứu vật phóng sanh, những việc làm hợp với Phật Pháp. Nữ thí chủ lại hỏi thêm, làm sao con ứng dụng được tâm thiền? Thiền sư Vô Đức nói, tâm thiền chính là tâm nhất như của tôi và cô. Tâm phàm thánh không phân chia, tâm bao dung rộng lớn, tâm làm lợi ích cho tất cả mọi người. Nữ thí chủ sau khi nghe xong, dốc lòng sửa đổi tập khí kiêu căng ngạo mạn thuở xưa. Ở trước mọi người, không còn khoe khoang cảnh giàu sang của mình, lại chẳng tự kiêu về nhan sắc của mình. Đối với mọi người luôn giữ gìn thái độ khiêm cung nhã nhặn từ ái. Đối với quyến thuộc rất quan tâm chăm sóc. Không bao lâu, cô liền được mọi người khen ngợi là thí chủ có sức hấp dẫn diệu kỳ nhất. Lời bàn trong câu chuyện này là chỉ cần nội tâm tốt sẽ có sức hấp dẫn, dung mạo cũng trở nên xinh đẹp, dễ coi hơn rất nhiều. Lòng từ bi cũng là một nhân tố quan trọng. Người có tấm lòng yêu thương người khác thường thường sẽ từ bên trong mà tỏa sáng ra một loại hào quang, khiến cho người khác càng nhìn càng thấy thu hút, càng ngày càng yêu thích được tiếp xúc với họ. Mặt khác, đối với người ích kỷ, so đo, giảo hoạt sẽ khiến cho người khác không muốn nhìn lần thứ hai. Cho dù may mắn khi sinh ra được dung mạo xinh đẹp, thì trên gương mặt cũng sẽ dần dần lộ ra những điểm mà người khác không ưa thích. Thí dụ, một gương mặt không hòa ái, lần đầu tiên nhìn sẽ thấy hút mắt, nhưng càng tiếp xúc lâu thì càng muốn tránh xa. Nhưng dung mạo của một người là có thể từng bước cải biến được. Bởi vì khi tâm tính cải biến thì từ tâm sẽ tản ra một loại lực hấp dẫn, cũng sẽ khiến người khác sinh lòng ái mộ. Rất nhiều khi người ta nhìn nhận một người có xinh đẹp hay không, không phải ở khuôn mặt, mà là nhìn vào cái tâm tính, cái nội tâm của người đó. Cho nên một người nếu muốn tướng mạo xinh đẹp thì trước hết phải có tâm linh tốt. Lời dạy của Đức Phật để giữ tâm trí thanh tịnh. Một ngày nọ, Đức Phật cùng các vị đệ tử của Ngài đang trên đường đi từ thị trấn này đến một thị trấn khác. Đó là những buổi đầu truyền pháp của Ngài. Trên đường họ tình cờ đi qua một hồ nước. Đức Phật và các đệ tử dừng lại. Ngài nói với một trong các vị đệ tử, ta thấy khát rồi, con hãy lấy một ít nước từ hồ nước lên cho ta. Vị đệ tử đó làm theo. Khi đến hồ, ông thấy một chiếc xe bò đang đi băng qua hồ nước, làm nước bị dẫn đục và xáo động. Vị đệ tử thầm nghĩ, làm sao mà mình có thể đưa chỗ nước bùn này cho Ngài uống được. Vì vậy ông trở lại và nói với Đức Phật, thưa, nước ở đó rất đục, con không nghĩ là Ngài có thể uống được. Khoảng một nửa tiếng sau, Đức Phật lại nói vị đệ tử này quay lại hồ và lấy cho Ngài một ít nước để uống. Vị đệ tử này tuân lời và quay trở lại hồ nước. Lần này cũng vậy, ông thấy hồ nước vẫn đục. Ông quay trở lại và nói với Đức Phật điều giống như lúc trước ông đã nói. Một lúc sau, Đức Phật tiếp tục nói với vị đệ tử đó quay trở lại hồ nước. Người đệ tử này đến hồ nước và thấy hồ nước đã hoàn toàn sạch và trong, với làn nước mát lành. Bùn đất đã lắng xuống và làn nước phía trên mặt hồ có thể uống được. Ông lấy một ít nước vào bình và mang lại cho Đức Phật. Đức Phật nhìn bình nước, rồi lại nhìn lên vị đệ tử và nói rằng: Con đã thấy điều con làm để cho nước trở nên trong lành rồi chứ. Con đã để mặc nó như vậy và bùn đã tự lắng xuống. Sau đó con có nước sạch để uống. Tâm trí con người cũng vậy. Khi lo lắng, con hãy để mặc nó. Hãy cho nó một chút thời gian và nó sẽ tự ổn định. Con không cần phải nỗ lực làm bất kỳ điều gì để làm cho tâm trí trầm tĩnh trở lại. Điều đó sẽ tự đến và không cần bất cứ sự nỗ lực nào cả. Lấy lòng nhẫn nại tha thứ cho kẻ hành xử vô lý. Đối với những nghịch cảnh mà mình gặp phải, phải nên nhẫn nại. Đối với những kẻ hành xử vô lý thì phải nên tha thứ. Có được như vậy thì cuộc sống của bạn sẽ rất hạnh phúc, vui vẻ. Có đôi khi tôi gặp phải những chuyện không vừa ý, trong lòng cảm thấy bất an, cuộc sống không thú vị, thậm chí còn nổi giận nữa. Nhưng ý nghĩ ấy vừa khởi, tôi liền diệt ngay, và tôi đã tha thứ cho những người đã vô lý gây rối tôi, thậm chí cả đối với những người đã gây bất lợi cho tôi. Tôi còn nghĩ đến họ nữa. Hành động này gọi là quán từ bi, hạnh nhẫn nhục. Người nhẫn nhịn được thì có phúc, có trí huệ. Người không thể tha thứ cho người khác được thì bản thân mình cũng không nhẫn nại được, mà cả đối với người khác cũng không nhẫn được. Đó cũng chính là tự hại mình, hại người. Nếu bản thân mình nhẫn được thì không tự so đo, nhẫn được với người thì không so đo với người. Bạn không cần phải bận tâm đến những lời hung dữ của người khác, cũng không cần bận tâm đến việc nếu tha thứ cho đối phương, không so tính hành động của họ thì mình sẽ chịu cảnh thiệt thòi như thế nào. Vì nhân quả vô cùng mầu nhiệm, những kẻ thích làm khác người, nói năng hùng hồn, tuy nhất thời đắc thế nhưng không giữ được lâu. Người nhất thời đắc chí, thế lực lớn mạnh thì không chắc hẳn sẽ thành công. Cho nên, đối với những nghịch cảnh mà mình gặp phải, phải nên nhẫn nại. Đối với những kẻ hành xử vô lý thì mình phải nên tha thứ. Có được như vậy thì cuộc sống của bạn sẽ rất hạnh phúc, vui vẻ. Nhẫn nhục là trong lòng không còn có kẻ thù. Sau đây là những lời dạy của Thiền sư Thích Nhất Hạnh về hạnh phúc đích thực. Hạnh phúc của con người có thể rất lớn, nhưng ý thức đó cũng làm cho con người đau khổ, vì ta biết rằng thế nào mình cũng phải chết. Có một cuộc sống hạnh phúc là mơ ước của tất cả mọi người. Tuy nhiên, việc định nghĩa như thế nào là hạnh phúc lại nằm ở mỗi cá nhân. Có người cho rằng thế này là hạnh phúc, nhưng cũng có người nghĩ rằng phải thế kia. Tất thảy đều nằm trong tâm thức của mỗi người. Đức Phật dạy rằng hạnh phúc là một trong 7 yếu tố của sự giác ngộ. Khi Đức Phật giải thích về hạnh phúc, thể chất và cảm xúc có mối tương quan hoặc dính mắc vào một đối tượng, Thí dụ, cảm giác tai nghe được tạo ra khi một tri giác về tai đến kết nối với cảm xúc về đối tượng âm thanh. Tương tự như thế, hạnh phúc thông thường là một cảm giác có được từ một đối tượng. Thí dụ, về sự kết quả của hạnh phúc như nhận một giải thưởng hoặc đi một đôi giày đẹp mới. Vấn đề ở chỗ, hạnh phúc thông thường thì chưa bao giờ được kéo dài, bởi vì đối tượng của hạnh phúc không thể tồn tại. Kết quả của một hạnh phúc sớm theo sau là một nỗi buồn và đôi giày phải cởi ra. Điều đáng buồn, hầu hết chúng ta đi vào cuộc sống để tìm kiếm những thứ làm chúng ta hạnh phúc. Xong, hạnh phúc mà chúng ta cho là mỹ mãn chưa bao giờ vĩnh cửu. Vì thế, chúng ta lại tiếp tục tìm kiếm. Hạnh phúc là một yếu tố giác ngộ, không phụ thuộc vào các đối tượng. Song là một trạng thái tu tập của tâm thông qua việc rèn luyện về tinh thần. Bởi vì nó không phụ thuộc vào đối tượng nhất thời, nó cũng không đến và không đi. Một người tu tập về hạnh phúc vẫn cảm thấy bị ảnh hưởng của những cảm xúc tạm thời về hạnh phúc và sự buồn bã, nhưng lại thấu hiểu được bản chất vô thường và không thật của chúng. Anh hoặc chị không thể nắm giữ mãi những thứ mình muốn và tránh xa những điều mình không muốn. Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Thầy đi khắp thế giới để truyền dạy và viết hơn 100 cuốn sách về Phật giáo. Cả cuộc đời mình, thầy dồn tâm huyết vào Phật giáo với mong muốn mang lại hạnh phúc cho mọi người. Bàn về hạnh phúc, Thiền sư Thích Nhất Hạnh cho rằng hạnh phúc của con người có thể rất lớn, nhưng ý thức đó cũng làm cho con người đau khổ, vì ta biết rằng thế nào mình cũng phải chết. Những con vật không nghĩ về cái chết, nó không có những câu hỏi siêu hình như mình từ đâu sinh ra, từ đâu tới đây, tại sao mình chỉ dừng lại ở chừng 100 năm rồi cuối cùng lại tan thành tro bụi, tại sao mình trở thành có, và từ có mình lại trở thành không. Muốn được sống sót, con người phải tìm ra đường hướng để trị cái bệnh ưu tư lo sợ này, do đó mới sinh ra tôn giáo. Con người nghĩ rằng thế giới này do một đấng tạo hóa dựng ra. Đấng tạo hóa luôn luôn có đó, không sinh cũng không diệt. Đấng tạo hóa tạo dựng ra con người và thế giới, và khi chết mình được trở về ngồi dưới chân Thượng Đế. Lúc ấy linh hồn mình trở thành bất diệt. Đó là phương thuốc an thần con người đặt ra để trị chứng bệnh ưu tư của mình. Phương thuốc này là tôn giáo. Thiền sư cho rằng hạnh phúc là những điều bình dị ở trong ta, quanh ta. Nếu ta gạt mọi sân si, mọi bon chen ra thì sẽ thấy hạnh phúc. Phật dạy có 4 hạng người đáng thân và 4 hạng người đáng tránh. Chọn bạn theo lời Phật dạy để có được những tri kỷ thực sự trong đời. 4 hạng người đáng thân vì đem lại lợi ích và che chở, giúp cho chúng ta hoàn thiện bản thân mình, trở nên tốt đẹp và trưởng thành hơn. Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi. Hạng người ngăn quấy thì thường làm 4 việc đem lại nhiều lợi ích và hay che chở. Thấy người làm ác thì hay ngăn cản, chỉ bày điều chính trực, có lòng thương tưởng, chỉ đường sinh thiện. Hạng thương yêu thì thường làm 4 việc: mừng khi mình được lợi, lo khi mình gặp hại, ngợi khen đức tốt của mình, thấy mình nói ác thì tìm cách ngăn cản. Hạng giúp đỡ có 4 việc: che chở mình khỏi buông lung, che chở mình khỏi hao tài vì buông lung, che chở mình khỏi sợ hãi, khuyên bảo mình trong chỗ vắng người. Hạng đồng sự thì thường làm 4 việc: không tiếc thân mạng với bạn, không tiếc của cải với bạn, cứu giúp bạn khỏi sợ hãi, khuyên bảo bạn lúc ở chỗ vắng người. 4 hạng người đáng tránh, vì chỉ đẩy ta vào chỗ xấu xa, lụng bại hơn mà thôi. Đó là hạng úy phục, thì thường hay làm 4 việc: cho trước đoạt lại sau, cho ít thì mong trả nhiều, vì sợ gượng làm thân, vì lợi gượng làm thân. Hạng mỹ ngôn thì thường làm 4 việc: lành dữ đều chiều theo, gặp hoạn nạn thì xa lánh, ngăn cản những điều hay, thấy gặp nguy thì tìm cách đùn đẩy. Hạng không kính thuận thì thường làm 4 việc: việc trước dối trá, việc sau dối trá, việc thiện dối trá, thấy có một chút lỗi nhỏ đã vội trách phạt. Hạng bạn ác thì thường làm 4 việc: bạn lúc uống rượu, bạn lúc đánh bạc, bạn lúc dâm vật, bạn lúc ca vũ. Hãy chọn bạn theo lời Phật dạy, không phân biệt sang hèn, quý tiện, mà chỉ phân biệt người thiện với kẻ ác, người có tâm và kẻ vô loại. Phật dạy, quá khứ dù tốt cũng đã qua, tương lai dù có gian nan vẫn phải tiến tới. Kính thưa quý vị và các bạn, thời gian đã trôi qua thì không thể nào níu giữ lại được. Chuyện vui buồn ngày hôm nay, ngày mai sẽ trở thành quá khứ. Đừng đắn đo, đừng đối tiếc, hãy trân quý hiện tại và sẵn sàng đối mặt với tương lai. Không ai có thể làm bạn phiền muộn, trừ khi bạn lấy lời nói và hành động của người khác rồi tự làm mình buồn. Trên đời này không có gì không thể bỏ, trừ khi bạn không muốn buông bỏ mà thôi. Thời gian sẽ trôi đi theo tâm trạng. Cuộc sống cần một chút bản lĩnh để đương đầu. Gặp chuyện thì không loạn, chuyện lớn không lo sợ, chuyện nhỏ không chần chừ. Thắng trầm, ngọt bùi, cay đắng của cuộc đời đều ở tại tâm. Tâm thái tốt, vượt sâu núi thẳm nào cũng có thể qua. Làm việc với tâm trạng thoải mái, dù có khó khăn đến mấy cũng sẽ hoàn thành. Sinh mệnh dù ngắn hay dài, mỗi người chỉ có một lần. Cuộc sống dẫu buồn hay vui, mọi người vẫn đang tiếp tục. Đường đời lúc lên lúc xuống, nhưng ai cũng phải bước đi trên cuộc hành trình đầy gian nan này. Gặp tiểu nhân không cần thiết phải so đo thì sẽ phiền não. Gặp rắc rối chẳng cần quá để ý lưu tâm, bởi quá lưu tâm thì sẽ càng thêm mệt mỏi. Thế gian rộng lớn, lòng người thì phức tạp, không thể tránh gặp tiểu nhân. Cõi trần thâm hiểm, những thế phù hoa, làm sao mới có thể không phiền não cho được. Hãy đơn giản quá một chút, xem nhẹ một chút, chịu oan khuất, trầm tĩnh, im lặng, bị hiểu lầm thì mỉm cười cho qua. Không có ánh nắng mặt trời thì cứ nghe gió thổi, hãy nhìn mưa rơi. Không có hoa tươi thì ngửi hương thơm của cỏ cây, bùn đất. Không có tiếng vỗ tay thì hưởng thụ sự thanh tịnh yên bình. Giữ được tâm trạng tốt, bước đi sẽ vững vàng hơn. Hãy trân quý niềm hạnh phúc của hiện tại, hưởng thụ những khoảnh khắc đẹp nhất này. Thời gian luôn xoay chuyển, tuổi đời sẽ qua đi. Đừng phàn nàn, đừng than khổ, đừng ưu tư chùn bước. Đối mặt với chính mình, tấm lòng rộng mở, tha thứ lỗi lầm, sống thật thản nhiên, tu thành người độ lượng, tích được cả một đời hạnh phúc. Phật dạy 10 điều tự tại phải ghi nhớ trọn đời trọn kiếp. Thưa các bạn, những điều tự tại này sẽ khiến cho các bạn cảm thấy hài lòng về cuộc sống. Chấp nhận những gì bạn đang trải qua, điều ấy sẽ khiến cho bạn thanh thản và hạnh phúc hơn. Hầu như tất cả mọi người đều muốn có được sự thanh tịnh tâm hồn trong đời sống của mình. Ai cũng muốn có được hạnh phúc để quên đi những khó khăn vất vả và những âu lo của họ, và tận hưởng những giây phút an lạc trong nội tâm và giải thoát những lo âu phiền muộn. Thanh tịnh trong tâm hồn là gì? Nó là một trạng thái vắng lặng và thanh bình của nội tâm, cùng với một cảm giác tự do. Một khi không còn những suy nghĩ và lo lắng, thì không có phiền muộn, căng thẳng và sợ hãi. Những giây phút như thế này không phải là hiếm có. Chúng ta trải nghiệm qua những giây phút này, chẳng hạn như khi chúng ta đang chăm chú vào một vài công việc hấp dẫn hay hoạt động mà chúng ta yêu thích, như là khi ta xem một tập phim hay một chương trình TV hấp dẫn, hoặc khi chúng ta ở bên cạnh một người mà chúng ta yêu thương, hay khi đọc một quyển sách, hay hoặc khi nằm phơi mình trên cát trắng dọc bờ biển. Tự tại tức là tự do ngay trong tâm tưởng. Phật giáo dạy rằng người tự tại là người biết thoát khỏi phiền não và nội tâm không có chấp nhất. 10 loại tự tại dưới đây là cảnh giới cao nhất mà bất cứ ai cũng nên hướng tới trong đời. Thứ nhất là thọ tự tại. Cuộc sống là hữu hạn, không ai có thể an bài. Duyên vạn kiếp mà không lâu, kề bên một niệm mà không ngắn. Đây là thọ tự tại. Vì thế đừng bận tâm cuộc đời dài hay ngắn, chỉ quan tâm làm thế nào để sống cho thật tốt mà thôi. Thứ hai là tài tự tại. Hết thảy mọi vật lực đều là quả báo từ kiếp trước. Cầu không được, mộng không có, chỉ tự mình bồi đắp. Thứ ba là nghiệp tự tại. Chúng sinh tùy nghiệp mà ở, tùy nghiệp mà đầu thai, tùy phiền não, nghiệp tập mà lập nghiệp. Thứ tư, sinh tự tại. Sinh ra là hữu duyên, sinh ở đâu, làm con của ai đều là tiền duyên nghiệp báo, không thể thay đổi. Thứ năm là nguyện tự tại. Người thường có tâm nguyện thì khó mà tự tại. Tốt nhất nên biến thành hư nguyện, chỉ nên thành tâm mà làm. Còn viên mãn hay không, còn phải tùy duyên. Thứ sáu là tâm tự tại. Nội tâm tự do, không tham lam, không muộn phiền, không dục vọng, nhất nhất đều an nhiên. Thứ bảy là như ý tự tại. Cái gì phải tới, sẽ tới. Cái gì phải đi, sẽ đi. Bất luận ra sao thì con người cũng không có khả năng cản trở hay né tránh. Vậy nên cứ bình thản mà đón nhận. Thứ tám là pháp tự tại. Tu hành sẽ viên mãn, độ hóa sẽ giác ngộ. Nhất tâm chấp niệm Phật giáo. Thứ chín là thắng thua tự tại. Thắng chính bản thân mình là thắng lớn nhất, thua chính bản thân mình là thua lớn nhất. Thứ 10 là trí tự tại. Tích trí để hành thiện và sống thiện. Người có trí thì tinh thông, người không có trí thì ngu dốt. Trí là để nâng cao bản thân, không phải vì danh lợi. Thưa các bạn, Phật cũng dạy rằng thật ra không phải là tiền bạc thì đâu mới là tài sản lớn nhất của cuộc đời mỗi người. Con người nếu không biết bằng lòng với những gì mình đang có thì mãi mãi sẽ không thể hạnh phúc. Hạnh phúc có thể là những điều lớn lao, cao xa, khiến người ta luôn phải nỗ lực đi vươn tới. Nhưng cũng có lúc hạnh phúc rất đổi bình dị, xuất hiện ở những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất mà đôi khi chúng ta vô thức không nhận ra. Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe một số người hay than vãn rằng mình nghèo, chỉ có bàn tay trắng, không có nhiều tiền bạc, không giàu sang, không điềm gì, không có công việc tốt và rất nhiều cái không khác nữa. Tùy những suy nghĩ đó, họ bắt đầu cảm thấy cuộc sống này chẳng có gì gọi là ý nghĩa, vui vẻ. Công việc này chẳng có gì là hứng thú, thậm chí còn sinh ra tâm ý tiêu cực như chán nản, thất vọng, lo lắng, sợ hãi, vân vân. Nhưng bạn nên nhớ rằng cuộc sống này rất công bằng đối với tất cả mọi người. Đôi khi bạn rất giàu có, chỉ là bạn có nhận ra được hay không mà thôi. Chúng ta hãy cùng đọc câu chuyện ý nghĩa sau đây. Một mẩu chuyện nhỏ thế này. Có một thanh niên trẻ tuổi cảm thấy bản thân mình là một người vô tích sự, không có gì ngoài hai bàn tay trắng. Anh ta bèn đi đến bờ sông định tự vẫn để chấm dứt cuộc đời của mình, thì gặp một ông lão cao tuổi chân đi khập khiễng. Ông lão hỏi người thanh niên: "Cậu trẻ tuổi như vậy, sao lại định phí hoài bản thân mình như thế?" Thanh niên trẻ tuổi buồn bã nói: "Cháu chỉ có hai bàn tay trắng, cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa gì cả." Ông lão bật cười và nói: "Ta sẽ trả 10 vạn đồng để mua lấy một bàn tay của cậu. Cậu đồng ý chứ?" Người thanh niên ngẫm nghĩ một hồi và thấy đề nghị của ông lão kia thật là vô cùng phi lý. Cuối cùng cậu nói: "Không có tay cháu làm sao mà làm được việc gì? Cháu không đồng ý bán đâu." Ông lão lại nói tiếp: "Vậy ta sẽ trả cậu 50 vạn đồng. Cậu bán cho ta một chân được không?" Người thanh niên càng không thể đồng ý, bởi vì anh ta nghĩ rằng không có chân sẽ không thể đi lại và cuộc sống sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Ông lão nghe xong lại cười ha hả và nói: "Người trẻ tuổi à, ai nói cậu chỉ có hai bàn tay trắng? Cậu ít nhất có 50 vạn đấy chứ." Người thanh niên trẻ tuổi nghe xong liền bừng tỉnh đại ngộ, lập tức dứt bỏ ý định tự tử, bái tạ ông lão mà đi. Thưa các bạn, kỳ thực ngẫm nghĩ lại, ai trong chúng ta cũng đều vô cùng giàu có. Người xưa có câu: "Thân người khó được, cho nên thân thể là quý nhất." Việc chúng ta có một thân thể chính là một tài phú. Đây là điều quan trọng nhất. Người xưa còn nói: "Có sức khỏe là có tất cả, bao gồm tiền, tài và địa vị. Nếu không có sức khỏe thì hết thảy những điều khác chỉ là con số không." Cho nên, cha mẹ sinh ra cho ta một thân thể khỏe mạnh thì hãy biết trân quý. Có người cảm thấy mình chỉ hạnh phúc khi kiếm thật nhiều tiền. Có người lại thấy mình có nhà lầu xe hơi, vợ đẹp con ngoan là hạnh phúc. Có người lại cho rằng mình phải làm nguyên thủ quốc gia mới là hạnh phúc. Nhưng cũng có người lại cho hạnh phúc là điều gì đó rất bình thường: được ăn một bữa cơm no, được đến trường, được có quần áo mặc. Hoặc là với một tử tù, hạnh phúc là khi được giảm án còn chung thân và biết rằng ngày mai mình vẫn còn được sống, chỉ thế thôi là đủ. Thế nhưng hạnh phúc hôm nay của một người là được có chiếc xe đạp, nhưng ngày mai đây hạnh phúc đối với họ là chiếc xe hơi. Vậy rõ ràng bản chất của hạnh phúc cũng vô thường, giả tạm như chính con người chúng ta vậy. Thế nhưng ai cũng khát cầu và chạy đi tìm cái chuẩn hạnh phúc của riêng mình, để rồi thấy thêm mệt mỏi bởi những ước muốn ấy không thành hiện thực. Vậy hạnh phúc trước hết là điều như thế nào? Chúng ta hay cho rằng mình khổ đau và kém may mắn vì chúng ta luôn tham lam và không biết thế nào là đủ cả. Người có lòng tham cầu càng nhiều thì nỗi khổ càng lớn. Con người cứ nhìn cuộc sống này bằng ánh mắt bi quan tiêu cực mà không nhìn lại những gì mà chúng ta đang có. Nếu chúng ta có đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, tai, chân, chúng ta đã hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người đang bị thiếu khuyết. Chúng ta có chén cơm ăn, manh áo ấm để mặc là đã hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người rồi. Tôi có đọc một bài viết quan điểm về cuộc sống rất lý thú như sau. Nếu buổi sáng bạn thức dậy và thấy mình vẫn mạnh khỏe và không bị ốm, bạn đang hạnh phúc hơn hàng triệu người không thể sống qua tuần này. Nếu bạn chưa bao giờ bị bỏ tù, chưa bao giờ có cảm giác bị bỏ đói, bạn vẫn còn may mắn hơn 500 triệu người trên thế giới này. Chúng ta còn có một gia đình ấm áp, luôn dõi theo bên cạnh mình. Đó cũng chính là sự giàu có. Bất luận là gia đình có điều kiện hay không có điều kiện, thì đó vẫn là tổ ấm của mọi người. Sự ấm áp của gia đình không thể nào lấy tiền bạc, nhà cửa ra để đong đếm, mà nó nằm ở sự vui vẻ hòa thuận của các thành viên trong gia đình. Những lúc cảm thấy phiền não, suy sụp, buồn chán, hãy nghĩ bạn vẫn còn có những người bạn tốt luôn ở bên cạnh đấy thôi. Chẳng phải chúng ta thực sự rất giàu có đó sao? Vì sao chúng ta thường cảm thấy mệt mỏi và sống không vui vẻ? Đó là vì chúng ta có quá nhiều ham muốn, hy vọng quá cao, yêu cầu quá mức, mà không biết quý trọng những gì bản thân đang có, mà lại hy vọng vào những thứ mình không thể có được. Nếu chúng ta chưa mua nổi một căn nhà lớn, chúng ta có thể mua một căn nhà nhỏ với chiếc giường mà mình yêu thích. Nếu như chưa có tiền mua đồ hàng hiệu thì có thể mua trước một chiếc áo mình thích. Nếu không có thời gian đi du lịch, đến những nơi mình yêu thích, bạn có thể tận hưởng không gian, phong cảnh nơi mình đang sống. Chúng đều có thể đem lại cho chúng ta niềm vui và sự kinh ngạc. Người hiểu và biết quý trọng những gì bản thân đang có mới là người thực sự có trí tuệ. Người biết đủ thường là người sống vui vẻ hạnh phúc. Và nếu biết rằng bản thân không thể làm gì được để thay đổi mọi thứ, thì đừng cố chấp nữa mà hãy tiếp nhận nó và làm cho nó tốt đẹp hơn. Thuận theo tự nhiên mà sống thì cuộc sống mới tự tại và thoải mái. Quý Phật tử và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng nghe những lời di huấn sau cùng của Đức Phật. Dưới đây là tóm tắt những lời dặn dò cuối cùng của Đức Phật. Thật ra, Phật đã đau yếu từ 3 tháng trước và khởi sự dặn dò người đệ tử thân cận nhất là Ananda. Phật bảo Ananda tập hợp các đệ tử để nghe giảng và thông báo trước sự tịch diệt của mình. Lúc ấy Phật đã 80 tuổi. Trong những tháng cuối cùng, Phật đã gầy còm và mệt mỏi, nhưng vẫn đi thuyết giảng như thường. Tuy không còn đi xa được nữa, Ananda xin Phật hãy tịnh dưỡng trong những ngày còn lại. Nhưng Ngài khoát đi và dạy rằng: thân ta tuy có kém mạnh khỏe, nhưng lòng từ bi của ta, trí sáng suốt của ta không kém sút. Ta còn tại thế gian ngày nào thì ngày ấy không phải là một ngày vô ích. Trong một khu rừng cạnh thị trấn Kothina, ngày nay là một thị trấn nhỏ tên là Kasia, cách 50 cây số về phía đông tỉnh Gorakhpur và cách 150 km về phía đông bắc Varanasi, Phật nằm nghỉ giữa hai gốc cây sa la. Ngài tự gấp áo cà sa làm bốn, rồi nằm nghiêng về phía tay phải, đầu hướng về phía bắc, mặt hướng về phía tây, hai chân duỗi thẳng, chân này gác lên chân kia. Sau đó Phật ngỏ những lời cuối cùng với các đệ tử, để nhắc lại một lần nữa tầm quan trọng của Đạo Pháp. Phật nhắc nhở các đệ tử phải hiểu rằng vị thầy của họ không phải là một nhân vật nào cả, dù đó là Phật. Vị thầy đích thực của họ chính là Đạo Pháp. Phật cất tiếng và nhắn nhủ các đệ tử đang ngồi chung quanh Ngài như thế này: Này các đồ đệ, các con hãy tự làm đuốc để soi sáng cho các con. Hãy trông cậy vào chính sức mạnh của các con, không nên lệ thuộc vào bất cứ ai. Những lời giảng huấn của ta sẽ làm ngọn đuốc dẫn đường cho các con, làm nơi nương tựa cho các con, không cần phải lệ thuộc thêm vào những lời giảng huấn nào khác nữa. Hãy nhìn vào thân xác của các con. Các con sẽ thấy cái thân xác đó ô uế biết chừng nào. Khi các con hiểu được rằng lạc thú lẫn đớn đau của thân xác cũng chỉ là cội nguồn chung của khổ đau, khi hiểu được như thế, các con sẽ không thể nào tự buông lỏng cho dục vọng chi phối các con. Hãy nhìn vào tâm thức của các con. Các con sẽ thấy cái tâm thức đó biến dạng không ngừng. Vì thế, các con sẽ không thể nào tự buông rơi vào chính những ảo giác của tâm thức, để rồi tự duy trì những kiêu căng và ích kỷ do tâm thức tạo ra. Nhất là khi các con đã hiểu rằng những xúc cảm đó nhất định chỉ mang đến khổ đau mà thôi. Hãy nhìn vào tất cả các vật thể chung quanh xem có vật thể nào trường tồn hay chăng? Có vật thể nào không phải là những cấu hợp sinh ra hay không? Tất cả sẽ gãy nát, tan rã và phân tán. Các con chớ sợ hãi khi nhận thấy khổ đau cùng khắp mọi nơi. Hãy nói theo những lời giáo huấn của ta, kể cả sau khi ta đã tịch diệt. Như thế, các con sẽ loại bỏ được khổ đau. Thật vậy, cứ nói theo những lời giáo huấn của ta, rồi nhất định các con sẽ trở thành những đồ đệ thực sự của ta. Này các đồ đệ của ta, những lời giáo huấn ta giảng cho các con đừng bao giờ quên, đừng bao giờ để cho mai một đi. Phải bảo tồn những lời giáo huấn ấy, đem ra nghiên cứu và thực hành. Nếu theo đúng những lời giáo huấn ấy, các con sẽ được an vui. Những gì hệ trọng nhất trong những lời giáo huấn của ta là các con phải kiểm soát được tâm thức các con. Hãy gạt bỏ mọi thèm muốn và giữ cho thân xác đứng thẳng, tâm thức tinh khiết và ngôn từ chân thực. Nếu các con biết tự nhắc nhở là cuộc sống của các con chỉ là tạm bợ, các con sẽ đủ khả năng loại bỏ mọi thèm khát và hung dữ đưa đến khổ đau. Nếu các con nhận ra được là tâm thức các con đang có xu hướng bám víu hay dướng mắc vào ham muốn, các con phải gạt bỏ ngay sự ham muốn và chặn đứng sự cám dỗ đó. Các con phải làm chủ được tâm thức của các con. Tâm thức có khả năng biến một con người thành một vị Phật hay một con thú. Khi rơi vào sự lầm lẫn, ta có thể trở thành quỷ sứ, nhưng khi giác ngộ, ta sẽ thành Phật. Vì thế, các con phải kiểm soát lấy tâm thức của các con và không đi lạc ra ngoài chánh đạo. Để có thể giữ đúng như lời giáo huấn của ta, các con hãy kính trọng lẫn nhau và đừng cãi vã. Đừng bắt chước như nước với dầu xô đẩy lẫn nhau. Hãy bắt chước như nước với sữa, có thể hoàn toàn hòa lẫn vào nhau. Hãy cùng nghiên cứu với nhau, cùng giảng giải cho nhau, thực hành với nhau. Không nên phí phạm tâm thức của các con và thời giờ của các con trong sự cãi vã hay lười biếng. Hãy hân hoan đón nhận quả thơm của giác ngộ vào lúc ra qua, và hãy lấy quả ngọt trên đường ngay thực. Những lời giáo huấn ta ban cho các con là do nơi kinh nghiệm của chính ta, và chính ta đã nói theo con đường đó. Các con nên tuân theo những lời giáo huấn ấy và giữ đúng như thế, dù phải gặp hoàn cảnh khó khăn nào. Nếu các con sao lãng, có nghĩa là các con chưa hề gặp được ta. Các con thực sự còn đang ở một nơi nào đó thật xa, dù cho trong lúc này đây các con đang ngồi bên cạnh ta cũng vậy. Nhưng nếu ngược lại, các con chấp nhận và đem ra thực hành những lời giáo huấn của ta, thì dù cho các con ở thật xa trong một chốn tận cùng của thế giới, nhưng cũng giống như các con đang ở bên cạnh ta lúc này. Hỡi các đồ đệ, phút cuối cùng của ta đã gần kề. Phút xa lìa giữa ta và các con không còn bao lâu nữa. Tuy nhiên, các con không nên than khóc. Sự sống là một sự đổi thay không ngừng, và không có gì cản trở được sự tan rã của xác thân. Cái sự thật đó ta đang chứng minh cho các con thấy ngay trên thân xác của ta. Thân xác của ta sẽ tan rã như một cỗ xe hư nát. Đừng than khóc một cách vô ích. Trái lại, các con phải hân hoan khi nhận ra được cái quy luật biến đổi ấy, và hiểu được rằng sự sống của con người chỉ là trống không mà thôi. Đừng cố gắng duy trì cái khát vọng phi lý, mong muốn những gì tạm bợ phải nhất định trở thành trường tồn. Con quỷ của những dục vọng thế tục luôn luôn tìm cách đánh lừa tâm thức của các con. Nếu có một con rắn độc trong phòng, các con sẽ không thể nào ngủ yên nếu chưa đuổi được nó ra ngoài. Các con phải cắt đứt những mối dây ràng buộc của thèm khát thế tục, và rứt bỏ những mối dây đó như các con đã đuổi bỏ con rắn độc ra khỏi phòng. Các con phải bảo vệ thật cẩn thận tâm thức của các con. Này các môn đệ của ta, giây phút cuối cùng của ta đã đến. Tuy vậy, các con phải hiểu rằng cái chết chỉ là sự tan rã của xác thân vật chất mà thôi. Thân xác được cha mẹ sinh ra, nó lớn lên nhờ thức ăn. Nó không có cách gì tránh khỏi bệnh tật và cái chết. Một vị Phật thực sự không mang thân xác con người, mà vỏn vẹn chỉ là sự giác ngộ. Chỉ có sự giác ngộ mà thôi. Thân xác con người phải tiêu tan, nhưng trí tuệ của giác ngộ sẽ trường tồn vô tận trong thực thể của Đạo Pháp, trên con đường tu tập Đạo Pháp. Nếu có ai chỉ thấy thân xác ta, thì kẻ ấy không thấy ta một cách thực sự. Chỉ có người nào chấp nhận những lời giáo huấn của ta mới thực sự nhìn thấy ta. Sau khi ta tịch diệt, Đạo Pháp thấy ta làm vị thầy của các con. Biết nói theo Đạo Pháp ấy chính là các con đã tỏ lòng trung thành với ta. Trong 45 năm sau cùng trong cuộc đời của ta, ta không hề giấu giếm điều gì trong những lời giáo huấn. Chẳng có một lời giáo huấn nào bí mật cả. Không có một lời nào mang ẩn ý. Tất cả những lời giảng dạy của ta đều được đưa ra một cách ngay thật và minh bạch. Này các con yêu quý của ta, đây là giây phút chấm dứt. Trong một khoảnh khắc nữa, ta sẽ nhập vào Niết Bàn. Những lời này là những lời dặn dò cuối cùng của ta cho các con. Người chép lại những lời này của Phật xin chắp tay mong rằng vì Phật, chúng ta hãy đọc lại những lời nhắn nhủ trên đây thêm một lần nữa. Vì tất cả chúng sinh, vì sự đau khổ của muôn loài, chúng ta hãy đọc thêm một lần nữa để gửi đến từng đơn vị nhỏ nhoi nhất của sự sống. Chúng ta hãy đọc thêm một lần nữa, đọc thêm một lần nữa. Chúng ta nguyện sẽ đọc lên và đọc lên cho từng chúng sinh một. Ta đọc cho đến khi nào những lời dặn dò trên đây của Phật trở thành những lời dặn dò xuất phát từ chính tâm thức của ta, để nhắn nhủ cho chính ta, nhắn nhủ những người xung quanh ta, kể cả những sinh linh nhỏ nhoi nhất của sự sống. Khi những lời nhắn nhủ chân thực và tràn đầy từ bi trên đây của Phật trở thành làn hơi thở của chính ta, thì biết đâu lúc ấy ta cũng sẽ là một vị Phật. Tiếp theo, kính mời quý Phật tử và các bạn cùng nghe câu chuyện ăn mày cửa Phật. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống ai cũng mong mình sẽ được điều này, được điều khác. Người giàu thì mong sẽ giàu hơn, người nghèo thì mong mình được như người giàu, để rồi họ tìm về chốn tâm linh để cầu xin. Sự cầu xin này cũng như là ăn mày với các đấng thần linh, mà họ không hiểu các đấng thần linh này có giúp cho họ được hay không. Sau đây là một câu chuyện kể về một bác nông phu kéo xe chở hàng rất nặng nhọc. Vào một ngày, bác kéo xe quá nặng nên bị đổ ra đường. Buồn rầu, bác ngồi xuống và nhìn thấy dòng người đi xe hơi tìm đến cửa chùa làm lễ. Bác ngồi nghĩ, ông trời thật không công bằng. Người thì sinh ra đã có tất cả, còn kẻ làm lụng vất vả thì chẳng có gì. Sau đó có một bà đến nói, ông đã đến cửa Phật, sao ông không vào thành tâm kêu cầu mà ngồi ở đây than thân trách phận vậy? Ông lão liền đi vào chùa. Ông thấy người ta cầu khấn rất đông, người lớn, người nhỏ, kẻ già, người trẻ. Lúc đó ông nghe thầy trụ trì hỏi, thí chủ lần đầu đến đây phải không? Ông đáp, vâng, lần đầu con đến cửa Phật nên không biết kêu cầu thế nào, ra làm sao, mong thầy chỉ dạy cho. Thầy trụ trì hỏi, thí chủ thỉnh cầu điều gì? Ông đáp, con cầu Đức Phật ban phát sự công bằng. Con sinh ra trong một gia đình nghèo khổ bần hàn, không được học hành tử tế, từ bé đã phải tự mưu sinh. Lớn lên lấy một người vợ nghèo và nai lưng làm lụng như trâu bò để nuôi một bầy con nheo nhóc. Cuộc đời khốn khổ cơ hàn cứ theo con đằng đẵng, trong khi có biết bao người khác sinh ra trong một gia đình giàu sang, chẳng cần cố gắng mà vẫn sống suốt đời như nhung lụa. Như vậy là không công bằng. Nếu Đức Phật linh thiêng, xin người hãy ban phát cho con một chút may mắn của những người kia. Thầy trụ trì hỏi, những người kia ư? Ông đáp, vâng, chỉ cần nhìn họ là đủ biết họ giàu sang quý phái cỡ nào. Những người nghèo khổ như con không thể hiểu nổi họ làm gì mà giàu sang như vậy. Thầy trụ trì đáp, cái đó ta không biết, nhưng khi đã tới đây họ cũng chỉ là ăn mày mà thôi. Ông ngạc nhiên hỏi: Ăn mày ư, thưa thầy? Thầy trụ trì trả lời: Đúng, ăn mày cửa Phật. Ông vội vàng hỏi: Nhưng nhìn họ giàu sang quý phái, có thiếu gì đâu mà phải đi ăn mày? Thầy trụ trì chậm chậm trả lời: Sống trên cõi đời này, mấy ai thỏa mãn với những điều mình đang có. Không tin thí chủ cứ lại gần họ mà xem. Khi ông lão giàu thì nghe người này xin đừng bị phá sản, người thì xin khỏi bệnh, người thì xin con cái đừng phá phách, người xin có người yêu. Ông ta bước ra và nói: Họ cầu xin rất nhiều điều, hóa ra họ toàn là ăn mày thật. Con cứ tưởng trên đời này ai cũng hạnh phúc hơn con. Biết đâu được, họ cũng có nhiều nỗi đau khổ đến thế. Ngẫm ra, con còn nhiều điều hơn họ, như sức khỏe, vô tư chẳng hạn. Thầy trụ trì trả lời: Đúng vậy, cuộc đời công bằng với tất cả mọi người. Án phận với thực tại và cố gắng hết mình để tự mình hóa giải những khó khăn trong cuộc sống, đó mới chính là một cuộc đời hoàn mỹ. Nhiều người cho rằng cứ có việc khổ đau thì tìm đến cửa Phật để cầu xin. Thưa quý vị và các bạn, qua câu chuyện trên, chúng ta có thể thấy rằng cuộc đời này ai cũng muốn cầu xin những điều mà mình không có. Họ không thỏa mãn được điều đã có, luôn tìm kiếm những cái cao hơn, ngon hơn. Đôi khi họ cứ nghĩ các đấng thần linh có thể ban phát, mà không hiểu rằng phải cố gắng và làm lụng thì mới có kết quả. Đừng có quá tâm linh mà quên mất thực tại của mình. Chính ngay trong quá trình tu tập, Đức Phật cũng không hề nói ta sẽ cho cái này, ta sẽ ban cho cái khác, mà giáo lý của Ngài luôn dạy: hãy tự thắp đuốc mà đi. Ngài đã tìm ra con đường chân lý, giải thoát đến được cõi an vui tự tại. Ai muốn được như Ngài thì hãy làm theo điều Thế Tôn chỉ dẫn thì sẽ đạt được. Ngài không ép phải làm, mà phải tự biết để làm. Đây là chân lý Đức Phật đưa ra cho các hàng đệ tử của Ngài.